Chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ thu hoạch su. Nó lớn hết rồi. Nó nằm ở trong mấy cái kẽ lá nè. Đó, thấy không? Trái su rất là to. Hôm nay mình cũng thu hoạch lai rai mấy đợt rồi các bạn. Su này là su gai nè. Trái quá chừng luôn. Mình phải bắt thang lên mình mới hái được các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ hái hết mấy cái trái su này vào. À, trái su rất là nặng ngon nè các bạn. Su này ăn nó ngọt, nó ngon lắm. Ăn sống cũng được, xay sinh tố uống cũng được. Làm gỏi cũng được, ăn rất là bổ. Wow, một thùng luôn các bạn. Thùng này thùng cao lắm á. Đầy nhóc luôn nè. Hôm nay mình hái cũng mười mấy trái, hái lai rai vô xào ăn đó các bạn. Hái hết vô cho bà con ăn. Với lại mình để, mình cắt mình để ngăn đá mình ăn từ từ nữa, rất là nhiều. Để sâu bự quá. Các bạn thấy không, cái thùng cao như thế này nè, thùng cao như thế này nè mà mình đựng đầy nhóc luôn đó các bạn. Ừ, dễ sợ chưa, đầy nhóc luôn, thùng đầy luôn nè các bạn thấy không. Ở trong này là 44 trái đó các bạn. Bữa hổm mình hái cũng 14-15 trái à. Dễ sợ không? Trồng mà mình có phương pháp á, là su nó rất là nhiều trái. Quá chừng nè. Không, trái bự bự không nè các bạn. Thấy mai không? Sở dĩ nó nhiều trái là do mình bón bone meal đó các bạn. Bone meal, compost nữa. Su này mình trồng á, mình không có bón phân hóa học nha các bạn, cho nên ăn rất là bổ dưỡng, rất là an toàn. Mình phi hành tỏi lên cho thơm đó, rồi mình bào nó ra mình xào hơi hơi tái tái thôi, cái giòn nó ngon lắm các bạn. Mình nêm dặm chút xíu nước mắm nữa, rất là thơm. Còn nếu mà các bạn có tôm thịt thì các bạn xào với tôm thịt cũng được, hoặc là mình nấu canh với sườn non á cũng rất là ngon. Có thể làm gỏi cũng được, hoặc là mình ép mình lấy cái nước á mình uống cũng được nữa các bạn. Rất là tốt cho sức khỏe.
Bây giờ mình chia sẻ luôn với các bạn cái cách để giống cho trái su su năm sau mình có mình trồng nè. Trước hết mình lấy giấy này nè ha, giấy gì cũng được, giấy báo cũng được nữa các bạn. Nhưng mà các bạn không có nên dùng bịch ni lông, dùng giấy vậy nè, thì cái trái su su nó không có bị mất nước, nó không bị teo các bạn. Ở đây mình dùng 3 lớp giấy, các bạn có thể dùng 1-2 lớp cũng được, nhưng mà mình có giấy nhiều cho nên mình dùng 3 lớp. Mình xếp nó lại. Đó, mình xếp nó lại như thế này. Xếp gọn lại ha. Đó. Mình cái mình lật lên cái bài sống này nè, mình để phía trên. Mình lựa những cái trái su su mà nó già to như thế này đó các bạn. Mình đặt nó lên vầy. Mình cuộn nó lại. Mình cuộn xong rồi cái mình xếp cái lớp này dưới này, mình xếp lên cho nó gọn. Nè, các bạn thấy không? Mình làm vầy nè, nó không có bị mất nước. Mình cũng học hỏi từ trên YouTube đó các bạn, những cái kênh trồng trọt đó. Chứ lúc trước mình không biết á, mình để vậy cái trái su nó teo nhất là còn có chút xíu à. Đó, bây giờ mà mình làm vậy nè. Đó, các bạn thấy có ý kiến này có tốt không nè. Đó, trái su nó không có bị mất nước. Đó, ở đây mình cũng để giống cái trái nữa nè, thấy không? Mình đã cuốn giấy rồi nè. Đó, mình dựng cái đầu này lên trên nè nha các bạn. Đó, cái miệng đó nè, để lên trên như thế này nè. Mình để ngoài cái ra. Mình để trong nhà cũng được nhưng mà nó ấm quá đó, nó ra dây nhiều lắm. Mất công mình cắt lắm, mình cứ để ngoài cái ra thôi. Rồi cái khoảng giữa mùa xuân á, cái mình đem ra mình trồng. Khi mà khí hậu nó ấm áp một chút đó các bạn. Rồi nó cũng mưa rồi, để mình thu xếp mình đem vô nhà. Thì Na rất cảm ơn quý vị và các bạn đã bỏ thời gian xem video. Nếu thích video này, xin quý vị và các bạn vui lòng nhấn đăng ký subscribe, like để ủng hộ cho Na nha. Thì Na rất cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp.